Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel của mình là Khanh. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về một cái vấn đề, đó chính là nói chung là lựa chọn play cho bàn phím cơ của mình. Thì ở đây mình có một con TO40 của một anh khách ở Biên Hòa luôn gửi cho mình để mình làm lại, để mình làm start với lại farm cho anh. Thì sẵn tiện đây một cái, nó có một cái play nhôm, play stock bằng nhôm, thì mình sẽ chia sẻ về play của bàn phím cơ luôn. Rồi ok, đi vào vấn đề chính. Thì cái vấn đề mình muốn nói hôm nay đó chính là cái việc lựa chọn play. Ở đây mình có một cái con play nhôm theo kit của nó. Thì con cái play nhôm này, cái lỗ của nó khá là khít, nên khi mà các bạn đây, khi mà chưa có lắp switch vào á, thì cái play nó sẽ như thế này, ấn nó sẽ lúng lúng dập dìu ở dưới. Nó đã có một lớp foam rồi mà nó vẫn bị cái tình trạng như vậy. Thì đây là một cái play nhôm, nó là kim loại nhưng mà nó cũng không phải là một loại vật liệu cứng cho lắm, nên là cái hiện tượng flex nó vẫn sẽ xảy ra. Nên khi mà mình lắp switch như vậy thì khi mà lắp xuống nó sẽ không xuống sát được. Đây các bạn thấy nè, ấn xuống thì cái play nó sẽ cong theo, nên là các bạn không thể nào ấn cái switch sát xuống được. Mình phải một tay giữ cái này, một tay giữ cái switch. Rồi thường thì mình sẽ cố định bốn con switch ở bốn góc và sau đó mình mới lắp theo hình xoắn ốc, lắp hết ở ngoài đi vòng vô trong. Thì cái việc đó khá là khó khăn đối với con switch này, thì thân switch nó nhỏ rồi nên là nó sẽ khá là dễ vào lọt cái lỗ của play. Thường bàn phím cơ cái play stock theo kit marker thường làm cái lỗ chuẩn, lỗ 14 chuẩn, nên khi mà chạy CNC á thì buộc phải bo bốn cái góc này. Thì như vậy nghĩa là cái lỗ switch của mình nó sẽ không đạt 14 mm nữa, thì mà nó sẽ nhỏ hơn. Vì thế là khi mà mình lắp mấy con switch mà hao sinh bự, ví dụ như con Jaywick này là một điển hình ấn không xuống được. Đối với cái play này, play kim loại nha, mà ấn nó cũng không xuống được. Thì một số anh em nếu mà sử dụng play poly, thì poly là sao? Poly là một cái loại play hệ nhựa. Mình sẽ sử dụng cái hệ, sẽ sử dụng từ là hệ nhựa. Thì đối với cái này thì play nó rất là flex, mềm, nó dẻo hơn cái này nữa, nên là khi mà sử dụng play poly cho cái kiểu tray mount là cái play nó sẽ không có cố định mà nó sẽ cố định cái PCB, cái mạch. Thì khi đó cái hiện tượng hồi nãy mình chia sẻ nó lại diễn ra nhiều, xảy ra dữ hơn nữa, là cái lỗ switch nó nhỏ, mình ấn tới đâu nó cong tới đó, nó không có cố định vào được. Nên là khi các bạn sử dụng một cái play poly cho dạng play mount kiểu này, thì cứ mỗi lần mình lắp switch là mình phải gỡ hết kết cấu của nó ra, mình lắp ở ngoài và mình mới cắm vô. Vậy nên là cái việc PCB hot swap nó vô dụng. Nên là mình khuyên một số anh em nếu mà đã sử dụng tray mount, chưa có điều kiện để đổi lên kích phím khác, mình khuyên là không nên sử dụng poly. Nếu mà lắp poly thì mình xài luôn thôi, mình lắp một lần mình lắp lại mình xài luôn. Chứ thí dụ mấy anh em thay switch lại, mình phải lột hết ra ngoài rồi xong lắp hết lại rồi lại bỏ vô vặn ốc lại thì khá là mất công, với lại nó cũng làm lờn mấy cái lỗ ốc ở trong nữa.
Đó là một số bất cập khi mà sử dụng Play Poly thôi. Thực tế ra là mình vẫn sẽ sử dụng được, nhưng mà nó khá là bất tiện, nó hơi nhiều nhược điểm. Rồi quay lại với cái Play nhôm này, thì đối với cái kiểu tray mount như thế này thì mình khuyên anh em nên xài Play kim loại, tốt nhất là bằng đồng. Tại vì đồng nó cứng, cứng lắp nó dễ, thì khi mà mình ấn switch xuống nó sẽ không bị flex. Cái thêm một cái điểm nữa là cái lỗ switch, nếu mà mình cắt bự thì cho dù là play nhôm thì vẫn sẽ dễ vào thôi. Tuy nhiên là cái lỗ này họ làm khít quá nên là ấn xuống nó sẽ bị cong nên lắp nó khó. Chứ còn nếu mà mình nới cái lỗ ra thêm thì là cái việc lắp switch của mình sẽ không gặp khó khăn gì nhiều. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc là góp ý gì cho mình thì hãy comment phía bên dưới nhé. Rồi, xin chào và cảm ơn em.